Xin chào các bạn, video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách chèn logo và chữ lên ảnh để phục vụ cho việc đăng bài bán hàng và chúng ta dùng trên điện thoại. Trước hết thì các bạn vào phần app, cửa hàng app và tìm một app tên là Photo. Đây chính là app màu đỏ này, mình đã tải về rồi cho nên mình sẽ bấm nút là cập nhật. Còn các bạn sẽ tải về và cài đặt trên máy bình thường. Mở app Photo lên, bạn sẽ thấy giao diện như thế này. Bạn bấm vào nút hình máy ảnh để chọn bức ảnh muốn chỉnh sửa. Bạn có thể chụp ảnh từ camera hoặc lựa chọn ảnh từ album. Mình sẽ vào album và lựa chọn một bức ảnh. Đây, giả sử mình chọn bức ảnh này. Bấm nút chọn. Mình sẽ vào phần hình vuông để cắt bức ảnh này. Nút Auto Fit là tắt tự động. Còn bạn bấm nút On để tự chỉnh sửa, để mình có thể di chuyển bức ảnh vào đúng khung hình của mình. Photo cũng cho phép chúng ta chọn các sắc thái khác nhau cho bức ảnh. Tuy nhiên thì mình sẽ để là ảnh gốc để mang màu sắc tự nhiên nhất. Bấm nút Done để bắt đầu chỉnh sửa. Trước tiên thì mình sẽ chèn logo cho bức ảnh này. Các bạn vào phần 3 dấu gạch ngang chọn Add Image. Chúng ta sẽ thêm ảnh logo từ album. Mình sẽ chọn logo hình vuông này. Thì nó sẽ tự hiện lên một khung chỉnh sửa. Đây là một logo hình vuông, mình sẽ cắt nó thành logo hình tròn bằng cách bấm vào hình tròn ở bên dưới và bấm Done. Kích vào logo thì nó sẽ hiện lên một thanh công cụ. Bạn sẽ chọn size là kích cỡ và kéo nhỏ lại cho hợp lý với khung hình. Sau đó bạn có thể thoải mái dùng tay kích vào logo và di chuyển nó tới vị trí mà bạn muốn trong khung hình. Kích vào một vị trí bất kỳ trên bức ảnh sẽ hiện khung là Edtech. Bạn bấm vào chữ Edtech này để thêm văn bản. Mình sẽ đánh những cụm từ để quảng cáo cho sản phẩm này. Đây là bộ đôi vàng. Bạn sẽ bấm vào chọn phông để thay đổi phông chữ. Có khoảng chục phông chữ để lựa chọn. Mình sẽ chọn phông Noto San để viết được dạng chữ in hoa. Sau đó bấm Done. Rồi và bạn chữ nó sẽ hiện lên ở đây. Cái chữ này là nó lưu lại theo bộ nhớ mà cái ảnh lần trước mình làm, cho nên nó hơi nhỏ. Còn nếu ban đầu mà bạn dùng thì nó sẽ ở mức to. Đấy, và mình sẽ chỉnh cho cái chữ này nó vừa với, tức là nó nằm trong cái bố cục mà mình đã xây dựng từ ban đầu. Rồi, bây giờ sẽ đổi màu cho chữ này bằng cách bấm vào chữ và bấm vào chữ thì bạn chọn style. Ở đây có rất là nhiều màu. Đấy, và chọn một cái màu mà bạn thấy hợp lý. Mình tiếp tục thêm chữ. Ở đây là bổ sung. Chữ bổ sung này mình sẽ chọn là phông Not Quotable. Đây, cái phông mình có đánh dấu sao ở trên cùng. Thì sau này những phông chữ nào mà bạn hay dùng, bạn cũng có thể đánh dấu sao như thế này để nó hiện lên đầu tiên và mình sẽ không dễ tìm thấy nhất. Rồi và bấm nút Done. Đấy, kéo chữ bổ sung này ra giữa và kích vào chọn Style để thay đổi màu. Mình sẽ để chữ này màu trắng vì nó chỉ là một chữ phụ thôi, không cần làm nổi bật. Bấm vào Size để cho nhỏ kích cỡ lại, đặt vào chính giữa. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục thêm chữ nữa. Hashtag DHA. Đây là và chọn kiểu chữ là Norquist để cho nó thành một chữ in hoa đậm. Đây là thành phần chính của cái chai thuốc ở phía bên tay trái. Mình sẽ cho nó thật là to để nổi bật và cũng cho kích cỡ to lên. Đấy, đây sẽ là theo cái bố cục mà mình định hướng từ đầu thì đây sẽ là cái chữ ở chính giữa. Chữ và này thì mình cho nhỏ lại. Đấy. Và thêm một thành phần canxi là cái thành phần chính của cái hộp sữa ở sữa thứ ở phía bên tay phải. Đấy, mình cũng sẽ cho to ra và chỉnh kích cỡ và phông chữ Y như chữ DHA. Nếu mà quên thì các bạn có thể chuyển sang DHA này để xem là cỡ là bao nhiêu thì cũng cho canxi giống với cỡ như vậy.
Ok, chỉnh lại để cho nó cân. Rồi. Chữ, và đây chính là cái khung, tức là cái bố cục chính giữa, hai những cái thành phần to nhất mà mình muốn cho người xem nhìn thấy ở trong bức ảnh. Nhưng vẫn chưa đủ thông tin để cho các mẹ bỉm sữa có thể đọc được, để biết được những cái tác dụng chính của hai loại thuốc này. Vì thế mà mình sẽ tiếp tục thêm vào những cái dòng chữ nhỏ hơn. Các bạn vào ba dấu gạch ngang, chọn Add Item. Hãy nhìn ở phía bên dưới thì nó có ở cái hình dấu sao này, có nghĩa là các hình dạng để bạn có thể thêm vào và viết chữ lên. Mình sẽ chọn hình này. Đây. Rồi, và đưa hình này vào vị trí mà mình muốn. Trong đầu mình thì đã dự định là viết gì vào đây rồi, vì thế mà mình sẽ căn chỉnh, chỉnh sửa để hình này thành một hình phù hợp. Vào size thì ở đây chọn width này là tăng chiều dài, còn height này là tăng về chiều cao, thì mình sẽ giảm height xuống và kéo dài cái chiều dài ra để viết được chữ mà mình đã dự định sẵn rồi bạn ạ. Rồi, ok, căn đưa nó vào ở đâu cho hợp lý. Và mình viết chữ lên, kích vào một chỗ bất kỳ trên ảnh để chọn Add Text. Sau đó ấn vào phông, chọn phông yêu thích của mình. Đấy, cái phông này là một phông rất hay vì nó không bị lỗi các bạn ạ. Mình sẽ đưa cái chữ này ra đây rồi đấy, các bạn thấy không, nó rất là to bởi vì chữ lần trước mình viết là DHA, cho nên bây giờ khi mình viết tiếp chữ tiếp theo thì nó cũng to như vậy. Mình sẽ cho kích vào chữ này và bấm vào size để cho nhỏ chữ này lại. Kích vào chữ, chọn style. Chọn style để thay đổi màu. Và mình đưa nó về màu đen để đặt lên nền màu vàng. Đấy. Lên nền màu vàng ở đây. Rồi. Và như thế này thì cái chữ, cái dải màu vàng nó đang bị dài quá thì mình sẽ cho cái dải này nó ngắn lại. Cái chữ này mình sẽ cho kích vào chữ này, sửa size cho to lên để cho phù hợp. Ok, và mình sẽ viết tiếp các chữ tiếp theo. Thông tin tăng khả năng tập trung này thì nó sẽ là một cái phần mà mình muốn làm nổi bật một chút, cho nên mình sẽ để cái chữ này nó hơi to hơn. Đây, nó. Đây, nó mình sẽ để ở chỗ này. Rồi, mình cứ để ở đây đã. Mình cũng thêm cái item vào. Đó. Và cũng bởi vì ở đây nó đang ở thể là đối xứng với hai bên, cho nên mình sẽ làm tương tự với các bên các bạn nhé. Ok, vậy là sau một hồi thì làm với các bước tương tự thì mình đã có được một bức ảnh đầy đủ thông tin như thế này. Thì mình muốn nói với các bạn là hãy để một cái bố cục là phải có cái to và nhỏ. Tức là cái gì là cái làm nổi bật thì để to. Có những thông tin thì chúng ta sẽ làm một cách nhỏ và vừa phải thôi. Ngoài ra thì một cái điều là nếu mà với những cái thành phần mà các bạn viết giống nhau ấy, những cái chữ nào có kích cỡ giống nhau thì các bạn hãy để cùng một lúc để viết cùng nhau, bởi vì là bộ nhớ nó sẽ lưu lại cái size đúng với lại cái size cũ, cái size của chữ trước. Đấy, thì các bạn làm như vậy thì có thể tiết kiệm được thời gian hơn. Với các item thì nó không lưu được như vậy. Rồi, vậy là bức ảnh của mình cơ bản là đã hoàn thành rồi. Để lưu ảnh thì các bạn bấm vào nút lưu ở góc phải của màn hình. Ở đây có chữ Save Image là lưu ảnh, Save Image as PNG để lưu ảnh nền trong suốt, và Save Project thì mình khuyên các bạn là hãy dùng nút Save Project này
để lưu lại cái dự án này. Đấy, lưu thành công này thì lần sau khi các bạn vào lại với Photo và bấm vào nút hình máy ảnh, chọn project thì nó sẽ ra được những ảnh mà các bạn đã làm. Các bạn bấm vào đó thì mình có thể tiếp tục chỉnh sửa trên bức ảnh này. Tiếp tục chỉnh sửa tiếp các bạn nhé. Các bạn có thể thay đổi những cái gì mà cảm thấy là chưa vừa ý thì có thể sửa, chỉnh sửa lại. Rồi và muốn lưu ảnh thì bấm vào Save Image. Đã lưu ảnh thành công. Mình quay ra cái phần album ảnh để xem bức ảnh mà mình vừa mới làm. Đây, đấy, ngay lập tức là đã chui vào album của chúng ta ngay và có thể sử dụng để đăng lên Facebook được rồi. Quay lại với lại Photo một chút thì mình muốn giới thiệu với các bạn một vài điều nữa, đó là khi vào phần Add Item thì bạn sẽ ở trong cái phần hộp thoại này có rất là nhiều hình khác cũng đẹp và rất là hay. Thì ví dụ như hình đám mây này chẳng hạn, cũng rất là dễ thương. Bạn có thể vào và thêm chữ vào đây, hoặc là ở trong phần sticker này có những cái sticker này bạn có thể dùng để mà che đi những cái gì mà không được đẹp mắt. Và phần symbol này thì có những cái biểu tượng bạn có thể cho vào ảnh đấy. Trong những cái hình này bạn có thể lựa chọn hình, kích vào hình để thay đổi màu sắc. Không dùng hình nữa thì chúng ta kích vào remove là xong. Ngoài ra thì chữ trên Photo cũng có rất là nhiều hiệu ứng. Giả sử chữ bộ đôi vàng này mình kích vào, mình bấm vào style thì text này là chúng ta thay đổi màu chữ này. Còn các bạn bấm vào stroke này thì sẽ làm được cái đường viền chữ. Bấm vào alpha thì bạn sẽ thấy là cái đường viền chữ nó hiện lên rõ hơn. Đấy, các bạn thấy không? Có một viền màu đen đã hiện lên. Và mình đổi sang màu đỏ thì cái đường viền nó chuyển thành màu đỏ. Ở phần grid ở dưới là độ dày của đường viền thì các bạn tăng giảm đi để cho độ dày to nhỏ khác nhau. Đấy, thì chữ nó sẽ có đường nét hơn. Còn một kiểu nữa là tạo nền chữ. Giả sử chữ bổ sung này mình bấm vào style này, chọn background là chọn nền cho chữ. Mình chọn một cái nền màu hồng. Đấy, thì bạn sẽ thấy là ngay lập tức là có một nền hồng ở chữ bổ sung, và cái phần alpha này là cho cái nền đậm hay nhạt. Đấy, thì bạn có thể tìm hiểu thêm về các tính năng của Photo. Hãy vọc vạch và đi với từng cái này thì khám phá hết những cái nút mà nó có ở trên này bạn ạ. Khám phá hết những cái nút nó có ở trên Photo thì bạn sẽ biết được là ngay ví dụ tít này thì là cho chữ nghiêng đi. Đấy, thì bạn sẽ biết được là cách dùng như thế nào. Rồi, và chúc các bạn thành công với lại app Photo này.